Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Valentu về những cái video gần đây nhất ấy, thì anh không có nhận, có anh khách anh nhắn, không phải nhắn tin mà anh gọi điện thoại đến anh bảo là cái ngoàm khóa ở chỗ cabo là bên mình bán giá hơi cao đấy, nhưng mà so với mặt bằng chung ấy thì giá bên mình khẳng định rất là thấp mà hợp lý so với cái khung giá hàng xịn và hàng thường. Bởi vì sao? Hôm nay mình sẽ làm cái video phân biệt hàng xịn hàng thường với cái ngoàm khóa cabo này để cho anh em biết được khi mà lưu ý. Đôi khi anh em mình không phải để ý đến cái chất lượng mà anh em mình cứ để ý giá. Đấy, ví dụ như là giờ cái hàng xịn như thế này, họ biết được cái giá mình bán tầm khoảng 400 chẳng hạn đúng không? Thì họ báo cái hàng xịn của họ là 330 hoặc là 300. Thế nhưng mà lúc đưa hàng cho anh em thì lại là cái hàng này, hàng copy. Đấy, chứ không phải hàng xịn. Anh em mình phải lưu ý cái điều đấy. Đôi khi ngoài vẫn quan tâm vấn đề về giá là anh em phải quan tâm được cái nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, xem có phải hàng xịn không, có phải là hay là bị hàng copy. Đấy, nên anh em mình lưu ý nhé, mua hàng anh em mình tìm hiểu rõ cái cơ sở cung cấp vật tư cho mình. Đấy, thì cái ngoàm khóa hay gọi là cái ổ khóa hay cơ cấu khóa cabo này thì nó sẽ bao gồm hai phần. Một phần này là phần khóa ngoàm ngậm, còn cái thằng một thằng cắm vào chìa nữa thì gọi là ổ khóa cabo cắm chìa. Anh em mình phân biệt rõ ràng như thế nhá. Thì cái thằng này nó sẽ lắp ở dưới này, thằng ổ khóa cabo sẽ cắm vào đây. Đấy, khi mà vặn chìa khóa để khóa, ấn cabo sập xuống là vặn chìa khóa khóa thì nó sẽ chốt được, hãm được cái này. Nó sẽ không bị cabo không bị lật bung lên nữa. Đấy, cabo không bị kêu nữa. Anh em mình phải để ý là mua cái này nhá. Nhiều trường hợp là bị lật bung cabo lên đập vào kính hỏng ấy. Nhá, anh em phải để ý. Rồi đi vào chi tiết hàng xịn hàng thường. Thì đầu tiên cái hàng xịn là nó sẽ có túi và có mã. Thôi bỏ qua thằng này đi. Thằng này thì không quan tâm. Thằng này không quan trọng. Quan trọng là cái dấu hiệu này. Lúc nào mà không có cái thằng hàng copy để so sánh thì mình sẽ dùng cái thằng này là để mình so sánh nhá. Thế bây giờ là đi vào chi tiết để phân biệt hàng xịn hàng thường này. Hai thằng này tương đương là giống nhau. Tuy nhiên được cái thằng hàng xịn nó sẽ có logo for ở đây, anh em nhìn thấy rõ không ạ? Mã ở đây ạ. Đó là cái đặc điểm đầu tiên nổi bật nhất so với lại bên này. Ông hàng thường không có. Đây, anh em nhìn tổng quan nhá. Ok. Cái thứ hai nữa là về nếu mà cùng trong nhiệt độ ánh sáng như thế này, anh em mình có thể thấy được cái thằng bên tay phải hàng xịn của mình nó sẽ bóng hơn. Thằng hàng bên tay trái thì nó sẽ bị nhạt hơn. Đấy. Quay lại thứ hai thì ở bên tay phải của mình thì ở trên chỗ này nó sẽ có mã ngày giờ tháng năm sản xuất, của ông này thì không có. Đây, thằng chốt nó cũng thế, thằng chốt hàng xịn thì nhìn nó lì, còn ông hàng copy thì nhìn nó bóng. Đấy là mấy cái dấu hiệu nhận biết hàng xịn thường, và quan trọng nhất là cái chất lượng anh em nhé. Chất lượng hàng xịn thì luôn đi đầu. Và tại sao mình nhập cái hàng này về? Một là để so sánh cho anh em biết được hàng xịn với hàng thường. Thứ hai là phù hợp nhu cầu của anh em. Anh em bảo tôi không thích dùng hàng xịn bởi vì tôi không có tiền, dạo này tôi không có việc, tôi dùng hàng copy thôi là được rồi, hoặc là tôi để sửa chữa cho tiết kiệm, thì phù hợp tôi tiền anh em mình sẽ nhập cả hai về. Đấy, tùy từng nhu cầu. Có những mặt hàng mình sẽ nhập cả hàng xịn cả hàng thường, có những mặt hàng mình chỉ nhập hàng xịn, nhất là thằng lọc nhiên liệu mình chỉ nhập hàng xịn. Và khuyến cáo anh em là chỉ nên dùng hàng xịn, bởi vì rất nhiều video mình nói là nó bị e dầu đấy. Đấy. Ok, video này mình sẽ xin dừng tại đây. Anh em mình thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho mấy đến. Đăng ký kênh mình phía này để cập nhật tất cả những video mới nhất về phân biệt hàng xịn hàng thường. Truy cập web phạmvanauto.com bên này để tìm hiểu thêm về sản phẩm, hoặc truy cập vào cái link Lazada hoặc Shopee bên dưới để mua hàng. Anh em nào nếu mà có nhu cầu quan tâm thì liên hệ mình qua số 0949253889. Phạm Văn Auto phân biệt thật giả, hút đúc niềm tin. Chúc em và Thái hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào.